Shop hàng nhiệt độ điện chào các bác nhé. Bây giờ là buổi tối ngày 26 tháng 3 năm 2020, em về rất là nhiều máy rửa bát Tiona, gọi là Na Vòm NP, BM1 và BM2. Máy rất là nhiều các bác nhé, có khoảng 13 con trên ở nhà, trên cửa hàng có khoảng 30 con, gần 20 con máy rửa bát Na Vòm các bác nhé. Nhiều con, chung là cái lô này con nào cũng rất là đẹp. BM1, BM2. BM1 BM1 thôi nha, rất là nhiều. Rồi, em giới thiệu từng con một loanh quanh để các bác nào có nhu cầu các bác lấy nhé. BM1 thì 3,9 triệu các bác nhé. Con em để số 1 này. Bên trong cũng rất là đẹp. Nói chung là các cái máy thì nó cũng xem như nhau thôi. Đây con này, con BM1. Con này BM4. Nhiều máy quá, thật ra là nhiều khi thời gian để sắp xếp lại chúng nó, lượng khách mua nhiều quá, thật ra là nhiều khi đáp ứng không kịp. BM4, con BM2 rất là mới các bạn nhé, mới còn. Đây, con này mà bác nào mà còn không ưng nữa thì chịu ạ, mới kinh còn luôn. Đây, kính trong vắt, giá 4,2 triệu đấy ạ. Tiếp theo con BM2 nữa cũng rất là đẹp. Này, bên trong cũng rất là mới, sạch sẽ, giòn nước đẹp. Tiếp tục BM2. Rất là đẹp. Nói chung là lô này máy nào con nào cũng đẹp thôi nhé. Không có con nào là xấu cả. Vướng cái này. BM2 đem bán là 4,2 triệu. BM1 thì là 3,9 triệu. Đây BM1 3,9 triệu các bạn. Đây, toàn máy đẹp, nói chung là cũng xem nhau 1,9, 1,10 các bác nhé. Em vẫn thích nhất cái con BM1 là đâu nhỉ, con màu này. Đây con này cũng BM1, hai con màu này. Hai con màu này em bán là 4,2 triệu như là con BM2 các bác nhé. Đây, rất là đẹp, rất thích màu này, rất là lạ. Đây BM2 nữa. Đây, các bác nào mà chốt con nào thì mình số đây rồi, đánh số hết rồi các bác nhé. Đây. Các bạn ưng con nào thì các bác alo, rất nhiều máy quá ra này. Nhiều bác hoa mắt không biết chọn con nào. Đấy, nhiều bác thì rất là kỹ tính rồi, muốn chọn con thì long lanh nó cũng chỉ là tính chất tương đối thôi các bạn. Máy này bây giờ bảo long lanh cả TR, các bác nhìn thì còn lung tung hết cả, nhưng không từng bị mãn ở đâu. Rất là nhiều. Nói chung là hàng rất là nhiều hàng. Các bạn nào có nhu cầu mua gì thì các bác alo nha. Cảm ơn các bạn.